Mới đây, hãng sản xuất đồ thể thao Adidas đã chấm dứt hợp tác với rapper kiêm nhà thiết kế Kanye West sau những phát ngôn thù địch. Động thái này đã khiến anh bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Trong thông báo của mình, công ty cho biết Adidas không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và bất kỳ loại ngôn từ kích động thù địch nào. Tạp chí Forbes cho biết, sự kết thúc của thương vụ này đồng nghĩa với việc giá trị tài sản ròng của Kanye West giảm xuống còn 400 triệu đô la Mỹ. Tạp chí đã định giá cổ phần của rapper người Mỹ trong quan hệ đối tác với Adidas là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Forbes cho biết thêm rằng, phần tài sản còn lại của Kanye West đến từ bất động sản, tiền mặt, danh mục âm nhạc của anh và 5% cổ phần trong công ty thời trang của vợ cũ Kim Kardashian. Tất nhiên, việc kết thúc hợp tác với Kanye West cũng có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu đồ thể thao. Kanye West đã gây tranh cãi trong những tháng gần đây bằng cách công khai chấm dứt mối quan hệ ràng buộc với các công ty lớn và những phát ngôn bộc phát trên mạng xã hội chống lại những người nổi tiếng khác. Mới đây, thì nữ ca sĩ Taylor Swift đã xóa một cảnh khỏi video ca nhạc Anti-Hero sau khi một số chuyên gia y tế và nhà hoạt động gọi đó là Fatphobic, tạm dịch là nỗi sợ hãi và căm ghét đối với thân hình mập mạp. Phân cảnh cho thấy Taylor Swift bước lên một chiếc cân ghi chữ béo thay vì hiển thị trọng lượng bằng số. Trong khi nhìn xuống chiếc cân, nữ ca sĩ 32 tuổi hát: "Tôi nhìn thẳng vào mặt trời nhưng không bao giờ nhìn vào gương", trước khi máy quay lia đến cảnh cô đang nhìn vào phiên bản thứ hai của mình và lắc đầu. Taylor Swift đã sáng tác và đạo diễn MV Anti-Hero, đồng thời chia sẻ rằng hình ảnh bài hát trong album mới Midnight thể hiện kịch bản ác mộng và những suy nghĩ đang xâm nhập cô. Nữ danh ca trước đây từng phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống, đã buộc phải xóa cảnh trong phiên bản Apple Music của video sau khi các chuyên gia y tế và các nhà phê bình đánh giá là gây tổn hại cho người xem. Nữ ca sĩ Selena Gomez vừa thông báo sẽ hủy một số lịch trình trong thời gian tới do cô đã dương tính với Covid-19. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Selena sẽ không thể có mặt trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon như những người hâm mộ đã háo hức chờ đợi trước đó. Nữ ca sĩ tiết lộ hiện tại cô vẫn cảm thấy ổn, nhưng đây cũng là một lời cảnh báo với mọi người rằng Covid-19 vẫn còn ở ngoài kia. Đi kèm với thông báo này, cựu ngôi sao Disney cũng đăng tải hình ảnh cô nằm trên ghế đắp chăn. Theo như lịch trình thì Selena Gomez sẽ có mặt tại một vài chương trình và buổi phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim tài liệu về cuộc đời cô sắp tới mang tên Selena Gomez, My Mind and Me. Bộ phim tài liệu về giọng ca sinh năm 1992 được đạo diễn bởi Alex Hutchinson. Ông cũng là đạo diễn nổi tiếng từng đạo diễn bộ phim tài liệu âm nhạc của Madonna vào năm 1991 mang tên True or Dare. My Mind and Me sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Nữ ca sĩ Rihanna đã quyết định trở lại ngành công nghiệp âm nhạc sau 6 năm nghỉ ngơi bằng việc phát hành một đĩa đơn. Vừa qua, Rihanna cùng bạn trai đã tham dự buổi ra mắt toàn cầu phim Black Panther: Wakanda Forever ở Los Angeles. Cô cũng là người thể hiện ca khúc nhạc phim cho bom tấn siêu anh hùng của Marvel. Rihanna vừa công bố đĩa đơn mới đầu tiên của cô sau hơn 6 năm trên Twitter với tựa đề Lift Me Up cùng một đoạn clip dài 14 giây của bài hát. Lift Me Up sẽ là đĩa đơn chính trong bộ phim sắp tới của Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. Bài hát sẽ được phát hành 2 tuần trước khi bộ phim ra mắt vào ngày 11 tháng 11. Bản phát hành của Lift Me Up đánh dấu sự khởi đầu trở lại lớn của Rihanna đối với ngành công nghiệp âm nhạc, mà đỉnh điểm là sự xuất hiện của cô trong show giữa hiệp của trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl vào tháng 2 năm 2023. Bài hát cũng được cho là để tưởng nhớ cuộc đời của nam diễn viên đã qua đời, Chadwick Boseman, người đã đóng vai vua T'Challa trong bộ phim Black Panther phần đầu tiên.